Khoa anh ngành, chụp X quang, thể hiện bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 xương đòn, hai đồng xương gây vát sắc nhọn, di lệch đèn trên và xuống dưới, kết hợp một mảnh xương bóc tách di lệch chống lên trên, trình ở viện nằm mổ phẫu thuật để vít đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh, sau đó bỏ thuốc nam và cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 50 ngày là xương đòn của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau khi bệnh nhân điều trị và đắp thuốc xong, phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, co duỗi và làm việc được bình thường. Làm việc ngày anh bị gãy xương đòn là cái đợt mà sẽ ảnh hưởng xương cả vai nhé. Thế sau áo của anh hơi bị nặng một tí nhé. Anh đưa một sang kiểm nặng này, khớp gối đang tràn dịch này, đắp vào xương đòn trước nhé. Anh dựa người lên trên đường lưng cái ngoài mặt kia. Đi đây chị ơi, đi đây chị cắt chặt rồi. Năm anh bao tuổi rồi? Hít thở lồng ngực căng lên, hít lồng ngực căng lên, thở ra. Mấy kia không phải này. Nào, con mèo kia. Nào. Hít căng lồng ngực đi. Hít căng vào, thở căng ra, hít sâu vào. Hít căng lồng ngực đi. Đau không em? Đau. Đau tí thôi. Đau tí hay đau gì rồi? Đây nhá, chị đây nhá, đây thì lá bó thì chị đáp đặt một cầm giấy này, mà ngoài đặt một giấy này, đặt trực tiếp lên lá này, chị đây đây, đó, sau đó dùng băng khuôn quần này nhá, khớp gối dịch này để đắp thuốc nhá, tiêu hết dịch nhá, khớp gối trước mới đầu này đau hết thở không đắp được khớp gối nhá, chị đây đây, đó, cuốn lỏng nào, này. Cái động máu này thì em đắp cái vài 1-2 miếng là tan thôi nhé. Đó rồi. Đây là bó sao sao này nhé. Và mình đắp trực tiếp lên mặt đỉnh đầu nhé. Thế này đây. Đắp nước con đi ăn, nước ăn uống có thể bỏ ra được nhé. Bỏ ra xong lúc sau này đắp à? Đắp. Ăn một vài miếng là tan ngay mà. Năm ngày một miếng, đi đây. Quay cho đi quay, quay thang, đi đây, đi đây. Vĩnh đến rồi đấy. Kiêng rượu bia nhá. Không nào phải kiêng. Cậu. Cậu. Chào bác sĩ nhá. Vâng, con chào bác.
năm ngày thay cái thuốc một lần. Năm ngày nghiệp, năm ngày cảm nghiệp. Bắt cược nhỉ? Rồi. Ăn rồi. Uống nữa rồi. Rồi. Ngày tối. Thế đây dịch có cơ của mình nhé. Mình chân. À, nó dịch thì nó đang dịch, nó đang động tu dịch là thầy sữa mẹ em cho đắp này, cho uống nó tan nhé. Dịch khớp gối này, xương đòn đắp rồi này, đắp uống tầm hơn tháng hoàn toàn làm việc bình thường nhé. Được, anh xong rồi. Thầy gối là con này cho uống uống nhé. Thế đắp thì kia mà những cái máu nó tụ về là nó tan. Tan hết. Em chào anh. Hôm nay em xuống hoàn thiện hình ảnh của anh. Phải có thể ngày trước anh bị gãy xương đòn, chấn thương bả vai, cái là mình chấn thương sọ não và kèm theo bị chặt khớp gối. Từ đó anh khỏi là mấy tháng nhỉ? Năm tháng. Vâng. Em hỏi là ngày trước anh có thuốc mấy tháng anh khỏi hoàn toàn? Có hai tháng. Vâng. Anh kể cho em về nguyên nhân vì sao anh bị tai nạn mà gãy xương đòn, với cả chấn thương sọ não, với cả bả vai, với cả thương cơm chảy khớp gối ra thịt này vâng, nặng như này. Là do bị tai nạn xe máy. Dạ vâng. Đấy tối đi tai nạn nên là ở đoạn đường nên là va vào nhà người ta. Dạ vâng. Gãy xương đòn này. Dạ vâng. Chấn thương cái sơ não ở chỗ này. Dạ. Cả bị bả vai về đầu gối phải. Dạ vâng. Anh bỏ thuốc thì tổng cộng là 2 tháng anh khỏi hoàn toàn đúng không? Đúng rồi. 2 tháng khỏi và đi làm khỏi được 5 tháng này. Hiện tại thì cũng đi làm được gần 1 tháng này rồi. À, anh làm việc bình thường chưa? Cũng làm việc cũng bình thường rồi. Bây giờ các cái vị trí đầu này, vai, khớp gối của anh có còn đau nữa không? Nói chung là thì nói chung là đã khỏi coi như là được gần 100% rồi. Vâng. Cái khớp vai về xương đòn anh có đau nữa không? Không đau lắm. Không đâu. Vâng. Thì làm là bình thường nhỉ? Vâng. Ừ. Bây giờ anh làm công việc hàng ngày anh làm cái những việc gì được rồi? Anh làm coi như là gần như là hết toàn bộ mọi việc. Bưng bê bây giờ cũng được rồi. Dạ vâng, anh đưa tay ngang cho em. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa mạnh lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh đưa tay ngang. Ngang đây. Anh gấp vào, dưới ra, gấp vào, dưới ra, gấp vào, dưới ra. Anh đưa tay ngang này, đưa thẳng nha, đưa ngang, đưa thẳng nha, đưa ngang, đưa thẳng nha. Anh bắt tay, đưa ngang nha, bắt vào, đưa ngang nha, bắt vào, đưa ngang nha, bắt vào. Anh đứng lên cho em. Anh đưa cao tay lên. Cúi xuống. Đưa cao lên. Cúi xuống. Đưa cao lên. Cúi xuống. Đưa cao lên. Cúi xuống. Đưa lên. Cúi xuống. Đưa lên. Cúi xuống. Rồi anh ngồi ghế đi. Anh xoáy tay cho em. Xoáy mạnh vào. Xoáy mạnh vào. Anh xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Rồi, anh vung tay ngang, vung tay ngược. Vung, anh vung hai tay đi em, vung cao lên. Vung cao hẳn lên. Anh khoanh tay vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Anh vung tay tròn tròn đi em. Đó. Rồi. Ngày trước là đi viện chị viện có mổ trước này không? Không ấy. Ừ. Điều trị bảo tồn. Vâng. Bởi vì anh bị chấn thương vùng đầu mà không mổ nó. Vâng. Em xem vị trí gì ấy cho em anh. Hiện tại của anh là phẳng hoàn toàn rồi nhé. Vâng. Em hỏi là bây giờ anh bưng vang nặng có đau ngày không? Bây giờ nó cũng không đau lắm. Không đau, bình vâng. Thường đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, phẳng hoàn toàn rồi nhé. Anh bày cái khớp gối này em xem nào. Ngày trước anh có sẹo ở chân mà. Đây. À, anh duỗi ra khớp gối này, gấp vào xem. Duỗi ra. Gấp vào, rửa ra, gấp vào, rửa ra, gấp vào. Anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Được, bình thường rồi. Anh đứng lên ngồi xuống cho em đây này.
đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Rồi, anh ngồi ghế đi. Anh đưa tay cho em một lúc cái xương giòn em lấy hẻ kém, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa cứ mạnh lên. Rồi. Rồi. Cái quá trình ngày trước anh bó thì mới đầu bó xương đòn của anh có đau nó lên không? Không ấy. Không nó lên. Vâng. Giảm luôn. Vâng, nó giảm dần. Vâng, sau khi anh bó là 2 tháng anh tập cái chun mấy tháng anh gượng tay bình thường như này. Tập 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Thế là anh làm việc công việc chính của anh hàng ngày anh làm việc được gì? Việc nói chung bây giờ là toàn việc tay chân. À, và vào công ty là vào làm việc tay chân nhiều. Tay chân nhiều. Bây giờ chú ấy không có đau nữa. Làm bình thường nhỉ? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Dạ vâng. Anh cảm giác làm cử động bình thường nhiều đúng không? Vâng. Anh đưa ra em xoáy mạnh tay giúp em lấy ngày thực tế. Xoáy mạnh. Xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Xoáy. Anh đưa tay ngang. Đưa ra. Anh cứ bắt hẳn là nó có vai này. Đưa anh nha. Rồi anh đưa ngang này này. Ngang đầu này. Đưa ngang nha. Rồi. Hôm nay em xuống hình ảnh của anh về nhìn ngày trước anh nghỉ. Về xương đòn, nhìn ảnh rất là nhiều. Cái là mình chấn thương sọ não và chấn thương bả vai. Đặc biệt là mình chặt khớp gối rất là nhiều. Hiện tại khớp gối anh đi làm được bình thường rồi đúng không? Em hoàn thiện hình ảnh của anh, thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh. Cho em bớt chút thời gian cho em suy nghĩ hình ảnh về hoàn thiện quá trình thực tế về quá trình điều trị khỏi gãy xương đòn. Cái đầu chấn thương vùng đầu và ảnh hưởng đến chấn thương gối rất nặng nhé. Cảm ơn anh nhé. Ấy tôi xin cảm ơn anh. Dạ vâng. Chăm sóc cái coi như là cũng nhận của cho dạ, vâng. Tôi bớt thời gian quá. Dạ vâng vâng. Em chào anh ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn anh. Dạ, dạ vâng. Qua hình ảnh, chụp X quang, kiểm tra, định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian, bệnh nhân mổ phẫu thuật vít đinh với mâm chày khớp gối. Kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu trên, xương chày. Vì hiện tại, khớp gối bệnh nhân đã cứng và dính hoàn toàn. Hôm nay, bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng, địa chỉ khoảng từ 1 đến 2 tháng là mâm chày, xương chày của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó, bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể co, duỗi, gấp, khớp gối và đi lại được bình thường. Thank you.
đi thì nó mổ ở với dân cương rồi nhé, không không vấn đề gì cả. Có những ngày trước thì mình vướng một cái khớp gối, thế là một cái chân chày trong mát sau mổ thuật khi đinh lâu ngày xưa không liền, hiện tượng dính khớp và cứng khớp hoàn toàn. Từ đó ra chị đắp thuốc và tập đi lại bình thường. Chị dưới đây gấp vào xem, dưới hẳn ra, gấp vào, dưới ra, gấp vào. Ngày trước chị bò mấy tháng đi gấp lại bình thường nhỉ? Tháng dưới. Chị lúc mới đầu tập là chị đau nhiều không? Sau khi tập bao nhiêu ngày thì gấp lại bình thường như này? Em tập hơn một tháng. Hiện tại đi lại bình thường chưa? Đi ra mà đến cổng nhá, bình thường nhá. Thanks. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường chưa? Hôm nay là thuốc sang ghi hình thực tế thì bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân là cứng khớp và dính khớp hoàn toàn. Sau khi lần đầu tiên sang nhà thuốc tập và sau đó bệnh nhân về nhà tự tập. Hôm nay là thuốc sang ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Không còn lệch. Mới đầu nhà thuốc tập thì bệnh nhân lần đầu là rất là đau. Nhưng sau một thời gian bệnh nhân về nhà tự tập và hướng dẫn bài tập của nhà thuốc, hiện tại hôm nay nhà thuốc theo ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ, không còn lệch đi lệch người nữa và không còn cứng khớp dính khớp nữa, gấp chân là bình thường nhỉ. Đúng rồi chị ơi, chị đi nhanh lên, chị đi nhanh lên cho em, nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Thank you.
tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Chị nhanh cho em một tí, nhanh một tí. Chị đi như này chị cảm giác chị có mừng không? Ừ, thế là tốt rồi đấy. Rồi, chị ngồi ghế đây. Đi này tốt rồi. Gấp người đang vào đâu em? Người ra. Gấp vào. Người ra. Gấp vào. Người ra. Gấp vào. Người ra. Gấp vào. Đường đi lại này là tốt rồi nhá. Chị cần thêm thời gian tập luyện thêm và có thêm thời gian là chị thấy đinh được bình thường nhá. Tháo đinh ra là đi lại bình thường hoàn toàn. Cảm ơn chị cho em xin ảnh nhá. Và chúc chị sức khỏe. Và chào. Em chào chị ạ. Hôm nay em sang một hình ảnh của chị. Cái hình ngày trước chị với mức chảy kết hợp với mức chảy sau mổ. Ảnh hưởng xương mát ạ, thì bạch chất được chưa? Chị mổ tháo đinh được mấy tháng ấy nhỉ? Tháo đinh 5 tháng đúng không? Thế cái mổ của chị đã săn rồi nhá. Rồi, chị vén quần xuống đi. Thế là đi làm việc bình thường chưa? Đi làm bình thường. Chị duỗi ra các vào kìa. Gấp vào. Duỗi ra. Cấp vào, dưới nha, cấp vào, dưới nha, cấp vào. Thì em vòng qua cái đống này chứ, đến qua ngã tư ạ. Dạ vâng. Thì em thử hiện tiền cho em. Hôm nay anh thuốc sang hoàn thiện hình ảnh thì tạm nhiên là đi lại hoàn toàn bình thường kìa. Bởi nhiên là tháo nẹp được 5 tháng kìa. Hôm nay thuốc sang hoàn thiện hình ảnh. Đi lại hoàn toàn bình thường kìa. Ngày trước chị tập, em tập chỉ có đau không? Đau. Hôm nay em sang hoàn thiện hình ảnh chị mức độ thì đi làm bình thường mà tháo đinh nhỉ nhá. Hay là thuốc em cảm ơn chị đã nhìn khỏe nhá. Cảm ơn nhiều thuốc. Dạ vâng, em chào chị.